Don't stop. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của mình. Hiện tại rất nhiều chị em phụ nữ đã để lại nhận xét cho mình là đang rất phân vân khi không biết nên lựa chọn phiên bản Honda Vision 2018 hay Honda Vision 2019, vì hiện tại giữa hai phiên bản này không khác nhau nhiều về mặt thiết kế và động cơ. Chỉ có điểm khác là trên phiên bản 2019 có thêm trang bị chìa khóa thông minh Smart Key, đồng nghĩa với việc giá bán có tăng cao hơn khoảng 3 triệu đồng tại lý và có thêm màu sắc mới. Đây cũng chính là lý do khiến chị em phân vân khi lựa chọn, nên video này mình xin phép được chia sẻ một số ý kiến chủ quan của cá nhân mình để chị em có thể dễ dàng trong việc lựa chọn hai phiên bản này. Vì hiện tại vợ mình cũng đang chạy một chiếc Honda Vision 2019 nên mình có thể đánh giá như sau. Hiện nay như các bạn cũng đã biết, đây là mẫu xe có doanh số bán cao nhất của hãng xe máy Honda. Theo thông tin mới nhất từ Honda Việt Nam thì Honda Vision luôn giữ vị trí số 1 về doanh số bán trong tháng 11 vừa rồi, với doanh số là 51.588 xe, chiếm đến 22% doanh số của hãng xe Nhật Bản. Honda Vision là một trong những dòng xe tay ga có giá bán hợp lý nhất trên thị trường xe máy hiện nay. Chiếc xe này có giá bán lẻ đề xuất dao động từ 30,5 đến 34 triệu đồng tùy theo từng phiên bản, tuy có cao hơn giá đề xuất của hãng, giá niêm yết hiện tại là 29,9 đến 31 triệu đồng. Tiết kiệm xăng chính là một trong những lý do khiến Honda Vision luôn dẫn đầu trong những top những chiếc xe tay ga bán chạy nhất tại thị trường xe máy Việt Nam. Vision được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với độ tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 1,6 lít trên 100 km. Đây là thử nghiệm của hãng, còn ngoài thực tế thì tùy vào điều kiện đường xá cũng như cách thức điều khiển của người điều khiển xe thì lượng xăng tiêu thụ sẽ tăng hơn. Tuy nhiên đây vẫn là dòng xe tay ga mình đánh giá là khá tiết kiệm xăng. Ngoài ra, đây là một chiếc xe cũng rất tôn dáng chị em khi điều khiển vì xe có thiết kế thanh thoát này, hiện đại, màu sắc trẻ trung và nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên cũng có khá nhiều những lời phàn nàn nhất định về chiếc xe này, đặc biệt là các chị em có để lại nhận xét cho mình là cốp xe chưa đủ rộng vì chị em thường có nhiều đồ dùng cá nhân nên với một chiếc cốp như Honda Vision là chưa đủ để thỏa mãn được nhu cầu của chị em. Tiếp đến là phải mở yên mới có thể đổ xăng được, cũng là những sự bất tiện nhất định trên chiếc xe Honda Vision. Và điều thứ ba nữa là giá thành thường bị đôn lên cao với giá đề xuất của hãng do đây là mẫu xe được bán rất chạy. Đó là một số những hạn chế mà Vision cần phải được cải tiến ở những phiên bản tiếp theo trong những năm tiếp theo. Mình sẽ đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu mình đặt cương vị vào các bạn ấy, thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn phiên bản Honda Vision 2019 có Smart Key. Tuy có giá cao hơn một chút, nhưng đổi lại, nó được trang bị các tiện ích hấp dẫn và điều mình quan tâm nhất là các lỗi trên phiên bản mới này đã được khắc phục gần như triệt để, mình đi thử và đã cho cảm giác rất là tốt. Nếu các bạn thấy các bản phiên bản 2 đặc biệt ấy, có mức giá cao ấy, thì hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản cao cấp 2019, bao gồm 5 màu sắc hấp dẫn và có chỉ có giá bán hiện tại ở đại lý là 32.900.000 đồng. Giá chỉ cao hơn một chút ấy, so với giá của bản cao cấp năm 2018. Tuy chỉ có một điểm mới là có trang bị chìa khóa thông minh Smart Key, nhưng đây là tính năng hết sức quan trọng trong thời điểm hiện tại. Vì như các bạn cũng đã biết, tình trạng trộm cắp xe máy ngày càng rất nhiều, nhất là đối với những chiếc xe sử dụng chìa khóa thông thường thì rất dễ dàng để các đối tượng trộm cắp có thể mở khóa. Mình sẽ nói qua một số điểm mới về tính năng trên chiếc xe Honda Vision 2019 Smart Key này. Thứ nhất là khả năng chống trộm tối ưu này. Hệ thống điện của xe được mở tắt thông qua kết nối không dây từ thiết bị điều khiển FOB thông minh đến ECU là bộ vi xử lý trung tâm của xe. Các phương thức đấu điện hay phá ổ khóa trái phép của những người trộm xe thì hoàn toàn được ngăn chặn, giúp tối ưu hóa khả năng chống trộm cho xe. Còn thứ hai, đây là một tiện ích cao cấp. Honda Vision Smart Key mới 2019 sở hữu hai tính năng ưu việt gồm chức năng kích hoạt, ngưng kích hoạt khóa điện từ xa và hệ thống xác định vị trí xe thông minh, mang lại cho người dùng sự tiện lợi vượt trội và trải nghiệm cao cấp giống như những chiếc xe ô tô hiện đại ngày nay. Và đây cũng là mẫu xe cuối cùng xe tay ga Honda được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Còn thứ ba là thiết kế thời trang. Hệ thống khóa chống trộm thông minh trên Vision thế hệ mới 2019 được thay thế hoàn toàn bằng núm xoay khởi động và thiết bị điều khiển FOB nhỏ gọn, mang lại một hình ảnh mới, thời trang hơn cho người sử dụng. Chắc chắn với trang bị mới này thì người dùng sẽ cảm thấy mình sang trọng hơn rất nhiều. Mình cũng không quá khen trên phiên bản Honda Vision 2019,
Nhưng những gì mà nó mang lại cho người sử dụng trong thời gian qua thì rõ ràng đó là một câu trả lời đúng và chính xác nhất. Các bạn tham gia giao thông ngoài đường, các bạn có thể thấy rất rõ, đa số chị em phụ nữ sử dụng chiếc xe này làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Trên đây là một số lý do mình đưa ra trong việc lựa chọn phiên bản Honda Vision 2019 ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với những bạn mà chưa có đủ điều kiện về kinh tế thì vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản 2018. Vì phiên bản này, ngoài không được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key, còn lại thì về thiết kế và động cơ thì tương tự. Và hiện nay thì ở các đại lý cũng có chương trình trả góp với lãi suất là rất là hấp dẫn, đặc biệt các chị em phụ nữ là giáo viên có mức lãi suất là chỉ 0,99% thôi. Đồng thời với hiện tại đại lý cũng có thêm các chương trình khuyến mại như mua xe Honda Vision được tặng ngay một mẫu xe cùng loại. Nếu trường hợp không may mắn thì các bạn cũng có thể nhận được thẻ điện thoại trị giá 200.000 đồng như các video trước mình đã đưa. Hy vọng với những thông tin ở trên sẽ giúp cho chị em có cho mình một sự lựa chọn tốt nhất. Chiếc nào cũng tốt cả các bạn ạ. Phiên bản mới hiện tại thì hơn một chút, giá cao, nhưng bù lại thì có thêm trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Do đó thì phù hợp với những bạn nào có điều kiện kinh tế. Còn phiên bản cũ thì mình cũng không cần nói nhiều nữa, vì ở những nhiều các video khác rồi mình cũng đã đưa rồi. Thì đây cũng là một chiếc xe rất là tốt, động cơ thiết kế thì y hệt như phiên bản 2019. Hiện tại thì giá của hai phiên bản 2018 và 2019 thì mình vừa tham khảo đại lý ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ gửi đến các bạn để các bạn có thể so sánh giá ở các đại lý khác, đồng thời cũng có cho mình một cái bước chuẩn bị từ ban đầu để mua xe sao cho nó phù hợp. Đối với phiên bản 2018 thì Honda Vision 2018 phiên bản thời trang ấy, gồm có các màu xanh, vàng, trắng, đỏ, đỏ đậm, hồng. Hiện tại các phiên bản này vẫn còn rất nhiều, có giá bán hiện tại đại lý là 30.500.000 đồng. Honda Vision 2018 phiên bản cao cấp màu đen mờ có giá bán hiện tại là 31.500.000 đồng. Tiếp theo, đối với phiên bản Honda Vision 2019, Honda Vision 2019 phiên bản tiêu chuẩn gồm các màu trắng nâu đen, đỏ nâu đen có giá bán hiện tại là 32 triệu đồng, đã giảm các bạn nhé. Thứ hai là Honda Vision 2019 phiên bản cao cấp gồm 5 màu trắng nâu đen, đỏ nâu đen, vàng nâu đen, xanh lam lâu và xanh lục lâu có giá bán hiện tại là 32 triệu 900.000 đồng. Và Honda Vision 2019 phiên bản đặc biệt gồm 2 màu trắng đỏ và đen nhám có giá bán hiện tại là 34 triệu đồng. Trên đây thì mình cũng đã cung cấp cho các bạn một số thông tin và các bạn có thể phân biệt lựa chọn sao cho phù hợp nhất với khả năng của mình và điều kiện kinh tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình và đón xem các video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.